Cách đây ít lâu thì Bit Network vừa mới thông báo là sẽ ra mắt token của dự án, đồng thời sẽ tiến hành airdrop cho cả cộng đồng và người dùng đã từng sử dụng các sản phẩm được hỗ trợ bởi Bit Network, hoặc là có những cái đóng góp quan trọng đối với lại sự phát triển của hệ sinh thái Bit Network từ những ngày đầu. Với khoảng hơn 75.000 ví đặt đủ điều kiện nhận airdrop, trải dài trên hơn 27 blockchain khác nhau từ EVM đến non-EVM blockchain, cùng với 200 DApp khác nhau, Bit Network Retrospective Airdrop hứa hẹn sẽ là một trong những cái sự kiện tri ân cộng đồng tương đối lớn ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là một dự án mà mình đã theo dõi trong một khoảng thời gian khá là dài, và mình cũng cảm thấy khá là ấn tượng với cách mà cái đội ngũ của họ cố gắng xây dựng và phát triển dự án từng ngày dù là trong khoảng thời gian downtrend. Vậy thì Bit Network là gì? Tiềm năng phát triển và sự nổi bật của dự án này ra sao? Thì hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, trước khi đi tìm hiểu sâu hơn về Bit Network thì hãy cùng mình đi lại một cái khái niệm khá quan trọng trong blockchain, đó chính là blockchain Oracle. Blockchain Oracle có thể hiểu một cách đơn giản là một cái cây cầu nối giữa thế giới blockchain và thế giới bên ngoài, cho phép các smart contract có thể có quyền truy cập vào các dữ liệu off-chain. Lúc này đây, các Oracle sẽ đóng vai trò như là một bên thứ ba này, giúp tìm kiếm, xác thực và truyền tải những cái dữ liệu off-chain cho các smart contract, cho phép chúng có thể hoạt động với lại nhiều chức năng khác nhau nhờ vào cái khả năng tương tác với những cái dữ liệu này. Nếu không có các Oracle, về cơ bản, các smart contract sẽ bị giới hạn bởi những cái lại data on-chain mà chúng có thể truy cập. Vì bản chất các smart contract không thể tự mình gọi là lấy dữ liệu từ bên ngoài được, mà cần phải có sự hỗ trợ từ các Oracle. Vậy thì chúng ta đều hiểu được rằng là để một cái hệ sinh thái DeFi có thể phát triển một cách mạnh mẽ thì Oracle rõ ràng là một cái mảnh ghép không thể thiếu. Bit Network là một cái dự án về blockchain Oracle, giúp cung cấp những cái dữ liệu từ những cái thị trường tài chính phục vụ cho mục đích on-chain. Dự án sẽ lấy dữ liệu từ hơn 90 nhà cung cấp khác nhau với độ tin cậy và uy tín cao, bao gồm các sàn giao dịch này, các market maker lớn nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Nhờ vào đó mà Bit Network có thể cung cấp những cái real-time data với độ trễ thấp cho các loại cryptocurrency này, equity, forex cho các smart contract developer trên hơn 40 cái nền tảng blockchain khác nhau. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy rằng là đối với sự phát triển rất là nhanh chóng của ngành công nghiệp blockchain và thị trường crypto trong những năm trở lại đây, thì nhu cầu đối với việc các dữ liệu on-chain với độ trễ thấp và tính liên tục cao là cực kỳ lớn, và Bit Network chính là dự án có thể giải quyết những cái vấn đề như vậy. Đối với các ứng dụng DeFi, các DApp, thì Bit Network hiện đang cung cấp hai cái sản phẩm chính, đó là Bitbarfix và Bitbenchmark. Đối với Bitbarfix, thì Bit Network hiện đang cung cấp dữ liệu về giá với độ trễ thấp cho hơn 350 cặp giao dịch từ cryptocurrency, forex, equity, ETF cho đến các loại hàng hóa. Nguồn dữ liệu này sẽ được liên tục cập nhật và làm mới mỗi 400ms để đảm bảo rằng là dữ liệu sẽ luôn được truyền tải một cách chính xác và kịp thời, nhất là trong những khoảng thời gian mà thị trường biến động mạnh, hoặc là đối với lại những cái ứng dụng có độ nhạy cảm với dữ liệu về giá cao. Đối với Bitbenchmark, thì Bitbenchmark có thể nói đơn giản là một cái tính năng giúp người dùng có thể truy cập vào những cái dữ liệu trong quá khứ của những cái cặp giao dịch được hỗ trợ bởi Bit Network. Tính năng này sẽ thường được sử dụng là để cung cấp những cái mức giá tham chiếu này, như là giá đóng cửa, giá mở cửa theo tuần, theo ngày, nhằm phục vụ cho những cái mục đích khác nhau. Ok, vậy thì câu hỏi đặt ra là Bit Network sẽ có điểm nổi bật gì so với những sản phẩm khác trên thị trường? Rõ ràng họ không phải là dự án blockchain Oracle đầu tiên, và cũng không phải là dự án blockchain Oracle duy nhất trong cái ngành công nghiệp blockchain đang phát triển nhanh chóng từng ngày này. Bit Network ra đời ngay giữa Summer DeFi năm 2020, khi mà đội ngũ của dự án nhận thấy rằng là mặc dù thị trường DeFi đang tăng trưởng một cách rất là mạnh mẽ, nhưng mà cơ sở hạ tầng của các blockchain lại chưa thực sự phát triển đủ nhanh để đáp ứng cái nhu cầu đó. Đối với mạng Oracle, vào thời điểm ấy, chưa có quá nhiều những cái dự án có thể cung cấp những cái dữ liệu về giá một cách liên tục, nhanh chóng, với độ trễ thấp và chất lượng cao. Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua những cái điểm sau. Thứ nhất là về tốc độ. Các dự án Oracle thường không cập nhật thông tin đủ nhanh và có độ trễ nhất định trong việc làm mới dữ liệu liên tục cho các smart contract. Điều này là tương đối nguy hiểm, vì nếu dữ liệu về giá trên các blockchain chậm hơn so với trên thị trường thực tế, thì các sản phẩm DeFi sẽ dễ dàng bị lợi dụng hoặc tấn công, gây tổn thất nghiêm trọng. Ngoài ra, đây cũng là một cái rào cản tương đối lớn cho việc xây dựng những cái sản phẩm tài chính phức tạp trong không gian blockchain. Thứ hai là độ phủ sóng. Thực tế, ở thời điểm hiện tại, không phải lúc nào các developer cũng có thể truy cập vào các dữ liệu giá trên một số blockchain nhất định. Cụ thể nhé, có hơn 200 nguồn dữ liệu về giá trên Ethereum, nhưng lại chỉ có khoảng 8 trên các blockchain mới như là Base. Điều này vô hình chung có thể làm hạn chế cái roadmap của một số dự án được xây dựng trên các blockchain mới này. Và cuối cùng, không phải nguồn dữ liệu nào cũng chất lượng và đáng tin cậy. Các blockchain Oracle có thể sẽ là những bên cung cấp những cái dữ liệu về giá cho các smart contract trị giá hàng tỷ đô. Nhưng nếu nguồn dữ liệu của họ không thực sự có nguồn gốc rõ ràng và đáng tin cậy, đặc biệt là đối với lại những cái dữ liệu được tổng hợp lại từ những cái bên thứ ba, thì ngay cả người dùng và bên phía dự án sẽ khó mà có thể thực sự tin tưởng vào những cái dữ liệu được cung cấp này. Ok, vậy thì Bit Network sẽ giải quyết những cái bài toán trên như thế nào? Đầu tiên, Bit Network sẽ liên tục cung cấp những cái dữ liệu về giá với tần suất cao, có thể lên tới 400ms và độ trễ thấp, để đảm bảo rằng là các ứng dụng DeFi sẽ luôn được cập nhật những cái mức giá sát nhất so với thực tế. Bên cạnh đó, nhờ vào cầu nối wormhole,
bất cứ khi nào mà Business Network hỗ trợ cung cấp những cái dữ liệu cho một cặp giao dịch mới thì cái nguồn dữ liệu đó sẽ ngay lập tức xuất hiện trên tất cả những cái blockchain mà Bit đã từng hỗ trợ. Và các dự án đã từng sử dụng Bit Network đều sẽ có quyền truy cập vào các dữ liệu này. Và cuối cùng, nguồn dữ liệu cung cấp cho Bit Network sẽ được lấy từ những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức lớn trong cả thị trường tài chính truyền thống lẫn cả cơ ngành công nghiệp blockchain. Chính vì vậy nên có độ chính xác và sự uy tín cao. Ngoài ra, cơ chế tổng hợp dữ liệu của Bit Network cũng được thiết kế một cách minh bạch và chính xác để bất kỳ những cái dữ liệu nào cũng có thể được truy dấu ngược về cái nguồn gốc ban đầu của chúng. Người dùng hoàn toàn có thể kiểm tra thông qua những cái công cụ như là Solana Block Explorer hoặc là BitPolicer Magic. BitToken ra đời với mục đích là khiến cho hệ sinh thái của Bit Network trở nên phi tập trung hơn, ổn định và bền vững hơn trong tương lai. Cùng với đó là sẽ thiết lập một cái hệ thống quản trị on-chain nhằm tạo cơ hội cho cộng đồng giúp đóng góp xây dựng và phát triển dự án theo hướng tích cực hơn trong tương lai. BitToken sẽ có tổng cung là 10 tỷ token, cung lưu hành ban đầu là 15% tương đương với 1,5 tỷ token. 85% nguồn cung còn lại sẽ bị khóa và trả vesting dần theo các mốc là 6, 18, 30 và 42 tháng. Ok, thì mình sẽ đi sâu hơn một tí về token nomics của dự án. Bit token sẽ được phân bổ theo 5 mục. Thứ nhất là Publisher Reward, là phần thưởng cung cấp dữ liệu. Thứ hai là Ecosystem Growth, là quỹ phát triển hệ sinh thái. Thứ ba là Protocol Development, là quỹ phát triển dự án. Thứ tư là Community and Launch, là quỹ dành cho cộng đồng. Và cuối cùng là Private Sale. Về Publisher Reward thì sẽ khoảng 22%, tương đương với 2,2 tỷ token, unlock ban đầu khoảng 0,5% và sẽ trả vesting 21,5%. Lượng token này sẽ được trả về cho các publisher, tức là những cái bên đối tác cung cấp data cho Bit Network trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Điều này là nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy càng nhiều các doanh nghiệp, những cái tổ chức trong cả thị trường tài chính truyền thống lẫn thị trường crypto cùng bắt tay hợp tác với Bit Network hơn trong tương lai. Tiếp theo là Ecosystem Growth, khoảng 52%, unlock khoảng 7% và lock khoảng 45%. Lượng token này sẽ được dùng cho mục đích là trả thưởng cho những cái cá nhân, những cái tổ chức có những cái đóng góp quan trọng cho sự phát triển của hệ sinh thái Bit Network, bao gồm là những cái developer này, những cái researcher này, những người đóng góp quan trọng và cả những early publisher nữa. Thứ ba là protocol development, là khoảng 10%, tương đương với khoảng 1 tỷ token. Unlock ban đầu khoảng 1,5% và trả vesting là 8,5%. Lượng token này sẽ được sử dụng cho mục đích là trả thưởng cho những cái người đã có những cái đóng góp cốt lõi trong việc phát triển và xây dựng những cái công cụ, những cái sản phẩm, những cái cơ sở hạ tầng nhằm mở rộng hơn nữa cái sản phẩm của Bit Network, ví dụ như là Dural Lab. Thứ tư là Community and Launch, khoảng 6%, tương đương với khoảng 600 triệu token và sẽ được unlock toàn bộ tại TZ. Mình sẽ nói rõ hơn phần này ở phía sau. Và cuối cùng là Private Sale, là khoảng 10%, tương đương với khoảng 1 tỷ token, sẽ bắt đầu được trả vesting dần dần cho các nhà đầu tư sau 6 tháng. Về Bit Network Retrospective Airdrop thì đây là một cái sự kiện nhằm tri ân sự đóng góp của cộng đồng và những cái người dùng đối với hệ sinh thái của Bit Network. Sẽ có khoảng 100 triệu Bit được airdrop cho những cái dự án sử dụng Bit Network, 200 triệu Bit được airdrop cho những cái người dùng đã từng sử dụng qua những cái dự án trên và 10 triệu Bit dành cho những cái thành viên đã có những cái đóng góp tích cực trong cộng đồng trên Discord của Bit Network. Như vậy là sẽ có khoảng hơn 75.000 ví đặt điều kiện nhận airdrop, trải dài trên hơn 27 blockchain cùng với lại là 200 DApp khác nhau. Đây có thể nói là một trong những cái sự kiện tri ân cộng đồng tương đối lớn đối với lại một cái dự án cross-chain như là Bit Network. Những cái người dùng trên những cái hệ sinh thái là từ EVM này, Cosmos cho tới Move và Solana đều có cơ hội nhận được airdrop từ dự án này. Thì trên đây là những cái thông tin cơ bản nhất về Bit Network cũng như là cái sự kiện airdrop nhằm tri ân cộng đồng và cả người dùng của dự án. Nhìn chung á, thì theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một cái dự án được xây dựng và phát triển rất là bài bản, chỉnh chu. Bit Network hiện đang xuất hiện trên hơn 40 blockchain, hỗ trợ hơn 230 DApp khác nhau với gần 400 cặp giao dịch và luôn được cập nhật liên tục từng ngày. Sẽ không quá để nói rằng đây có thể là một cái dự án tiềm năng có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với những cái ông lớn trong ngành như là Chainlink. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì đừng quên cho mình xin một like, một subscribe để có thể đón nhận những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ của Coinsatam TV nhé.